Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề Vũ trụ muốn bạn thay đổi ngay lúc này và cách giúp các bạn sống đồng bộ với vũ trụ. Chúng ta thường không thích thay đổi. Thay đổi là điều đáng sợ, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải rời khỏi vùng an toàn của mình và không có cách nào để biết được điều gì ở phía bên kia. Vậy tại sao chúng ta lại mạo hiểm đánh mất tất cả những gì chúng ta có vì một ẩn số? Khi chúng ta không sống theo sự thật của mình, vũ trụ sẽ gửi cho chúng ta những dấu hiệu để đưa chúng ta trở lại con đường đúng đắn. Hầu hết chúng ta bỏ lỡ những dấu hiệu này vì chúng ta không chú ý hoặc chúng ta không muốn nhìn thấy chúng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, vũ trụ sẽ gửi cho bạn những dấu hiệu bất kể bạn cảm thấy như thế nào về sự thay đổi. Và chúng ta càng phản kháng, các dấu hiệu càng lớn. Sau đây là những dấu hiệu cho thấy rằng vũ trụ sẽ gửi đến khi đến lúc bạn thực hiện thay đổi. Điều thứ nhất, bạn cảm thấy cảm xúc của bạn ở khắp nơi. Nếu bạn chuyển từ vui vẻ sang buồn bã, rồi tức giận, rồi chán nản, rất có thể bạn không mắc một số bệnh lý, mà là bạn không hài lòng với cuộc sống của mình. Thật khó để thừa nhận khi nào chúng ta không vui, vì chúng ta không muốn làm tổn thương người khác, và chúng ta không muốn đối mặt với sự thật rằng có thể chúng ta đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tuy nhiên, không bao giờ là quá muộn để sống theo sự thật của bạn. Nếu cảm xúc của bạn đang ở khắp nơi, hãy lùi lại một bước và cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra những cảm xúc này. Điều thứ hai, khi những cách thức cũ không còn phục vụ bạn nữa, cấu trúc bắt đầu sụp đổ. Dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, các mảnh ghép sẽ không vừa vặn và bạn thấy mình đang bất lực khi cố gắng duy trì một nền móng đang đổ nát. Dấu hiệu này có thể có nhiều dạng, tùy thuộc vào trường hợp của bạn. Nếu là một người hay uống rượu, bạn có thể thấy mình trở nên ốm yếu hơn bình thường hoặc bị dị ứng với một số loại đồ uống nhất định. Nếu thức ăn là vấn đề của bạn, bạn có thể bắt đầu nhận thấy rằng cơ thể bạn không thể xử lý các loại thức ăn thoải mái mà bạn đang cho nó ăn. Có thể bạn yêu thích mạng xã hội và Internet. Bạn sẽ không kết nối được bất cứ khi nào thói quen hàng ngày của bạn bị gián đoạn, hoặc những thứ bình thường hoạt động bây giờ không còn hoạt động, thì vũ trụ cho bạn biết rằng đã đến lúc nhìn lại cách bạn đang chọn để sống. Điều thứ ba, bạn đang mất bạn bè hoặc người yêu. Vũ trụ sẽ loại bỏ những người không còn phục vụ bạn. Đôi khi những người bạn hoặc những người thân yêu này có thể tự bỏ đi, và những lần khác bạn là người bắt đầu cuộc chia tay. Dù bằng cách nào, vũ trụ nhận thấy rằng đã đến lúc bạn chuyển từ hỗ trợ bên ngoài sang khám phá bên trong. Bạn có thể hơi cô đơn trong vài tháng, nhưng cuối cùng bạn sẽ hiểu thêm về bản thân và người bạn muốn trong cuộc sống của mình. Những người bạn hoặc người yêu này có thể chỉ quan tâm đến mối quan tâm tốt nhất của họ và không giúp bạn tiến bước trên con đường của mình. Vũ trụ sẽ nhận ra điều đó và gửi tín hiệu đến cho bạn. Tuy nhiên, chúng ta thường cố gắng duy trì những mối quan hệ này thay vì lắng nghe vũ trụ. Hãy nhìn lại những mối quan hệ của bạn và hiểu tác động thực sự của những người đó đối với hạnh phúc của bạn. Điều thứ tư, bạn thấy mình trễ hẹn. Bạn bỏ lỡ chương trình bạn muốn xem. Bạn về sớm cho công việc, nhưng không hiểu sao vẫn vướng nhiều lần đèn đỏ và kẹt xe khi tham gia giao thông. Đây là tất cả các dấu hiệu cho bạn biết rằng có thể những gì bạn đang làm không còn hiệu quả hoặc không còn cần thiết nữa. Có thể điều đó không tốt cho tâm hồn bạn. Có thể xe của bạn bị hỏng ngay trước khi bạn đến một cuộc hẹn. Khi thời gian của bạn bị lệch, đó là do có điều gì đó không đúng trong bạn. Vì vậy, khi bạn nhận thấy rằng thời gian của mình không phù hợp, hãy cố gắng chú ý đến những gì bạn đang làm khi những trường hợp này xảy ra. Thông thường, thời gian của chúng ta bị lệch khi chúng ta đang cố gắng buộc các hành động không cần thiết xảy ra. Sự thay đổi là đáng sợ,
nhưng nó cũng không thể tránh khỏi. Và đôi khi, thế giới bên ngoài của chúng ta cần phải vỡ vụn để chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, phù hợp với chúng ta hơn, là cố gắng sống một cuộc sống mà mọi người khác muốn chúng ta có. Vì vậy, lần tới khi bạn lái xe đến gặp người yêu cũ, một người mà bạn biết là không tốt cho bạn, hãy coi đó như một gợi ý từ vũ trụ. Vũ trụ đang cố gắng giúp bạn sống cuộc sống tốt nhất của mình. Xét cho cùng, là con người, chúng ta có ý chí tự do. Vũ trụ ở đây để hướng dẫn chúng ta. Tất cả những gì bạn cần làm là hạn chế sự phân tâm và lắng nghe những gì vũ trụ đang cố gắng nói với bạn. Bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu bạn cho phép thay đổi xảy ra. Sau đây, Quốc Hạnh sẽ hướng dẫn tất cả các bạn sống đồng bộ với mục đích của mình và vũ trụ. Thứ nhất, sống trong khoảnh khắc. Hãy dành một chút thời gian ngay bây giờ để hít thở sâu, lắng nghe âm thanh và cơ thể tạo ra khi hít vào oxy, cảm nhận không khí tràn đầy bên trong phổi của bạn. Bây giờ, bạn hãy thở ra, lắng nghe lại cơ thể khi thở ra không khí một cách dễ dàng. Cơ thể của bạn không phải là điều kỳ diệu hay sao? Nó giữ cho không khí lưu thông qua phổi của bạn, máu bơm qua các tĩnh mạch của bạn và sinh lực bên trong bạn. Và cũng giống như việc cơ thể của bạn hoạt động một cách hài hòa để duy trì sự sống cho bạn mà không đòi hỏi gì nhiều. Bạn có thể làm việc với vũ trụ để vượt qua trải nghiệm thể chất của mình từ trần tục đến phi thường. Bắt đầu bằng cách dành một vài phút mỗi ngày để tập trung vào hơi thở của bạn. Điều này sẽ hướng lại tâm trí lang thang và đưa bạn vào khoảnh khắc hiện tại. Sau đó, khi bạn đi suốt cả ngày, hãy chú ý đến các chi tiết cảm giác về các hoạt động thường ngày. Bạn thấy gì? Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn nghe thấy gì? Bằng cách đưa nhận thức của bạn trở lại thời điểm hiện tại, bạn sẽ cho phép mình thực sự sống và ở trong thời điểm hiện tại. Điều thứ hai, chăm sóc cơ thể của bạn. Nếu thể chất của bạn không được khỏe mạnh và được nuôi dưỡng tốt, nó sẽ không thể phục vụ bạn tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là cho nó ăn thức ăn lành mạnh, hữu cơ, bổ dưỡng, ngủ đủ giấc mỗi đêm, uống vitamin và vận động cơ thể. Cơ thể bạn thích chạy bộ bên ngoài, rèn luyện sức khỏe tại phòng tập thể dục, tập yoga hoặc đi bộ đường dài. Hãy hoạt động theo cách mà bạn cảm thấy tốt. Đó phải là điều bạn mong muốn làm hàng ngày hoặc vài lần một tuần. Ngoài ra, hãy hạn chế uống rượu. Uống rượu ở mức độ vừa phải là tốt, nhưng quá nhiều sẽ làm bạn kiệt quệ về thể chất, tinh thần và cảm xúc, và khiến cơ thể bạn khó hoạt động hết khả năng của nó. Hãy chăm sóc cơ thể của bạn tốt, và nó sẽ chăm sóc bạn tốt. Điều thứ ba, thực hành lòng biết ơn. Một trong những điều dễ dàng nhất, nhanh nhất và tốt nhất mà bạn có thể làm chỉ đơn giản là nói lời cảm ơn. Bằng cách cảm ơn vũ trụ vì những điều tốt đẹp mà bạn đã có, bạn sẽ tăng tần suất rung động của mình và bắt đầu thu hút nhiều tình huống, trải nghiệm và những điều cần biết ơn hơn. Bạn có thể ghi nhật ký lòng biết ơn. Để làm điều này, điều quan trọng là bạn phải thực hiện nó mỗi ngày. Bạn có thể ghi những điều bạn biết ơn vào mỗi buổi sáng khi chuẩn bị đi làm. Nếu ban đầu bạn gặp khó khăn trong việc lập danh sách tri ân thì không sao cả. Nó không cần phải chi tiết hoặc được suy nghĩ kỹ lưỡng. Trên thực tế, những điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn có lẽ là điều tốt nhất. Đừng ép buộc, hãy làm theo nó. Điều thứ tư, hãy nắm lấy quà tặng của bạn. Hãy dành một chút thời gian và nhắm mắt lại. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một trạng thái hạnh phúc thuần khiết, nơi bạn đang sống một cuộc sống tràn đầy cảm hứng và có mục đích. Bạn đang làm gì đấy? Bạn ở đâu? Ai ở cùng bạn? Bước đầu tiên để đón nhận những món quà của bạn là tìm ra niềm đam mê của bạn, tìm ra điều gì khiến bạn hạnh phúc và điều gì dễ dàng đến với bạn. Sau đó, hãy nắm lấy những điều tích cực đó bằng cách dành thời gian mỗi ngày để phát triển, rèn luyện và trau dồi thêm năng khiếu của bạn. Bằng cách khám phá và hiểu những món quà của mình, bạn sẽ hiểu con người thật của mình và có thể dễ dàng hòa nhập với cuộc sống, vì nó hướng dẫn bạn đến bản ngã cao hơn và mục đích thực sự của bạn. Điều thứ năm, yêu cầu hướng dẫn. Vũ trụ ở đây để hướng dẫn bạn trong toàn bộ hành trình vật lý của bạn. Khi bạn sẵn sàng yêu cầu hướng dẫn,
hãy đảm bảo rằng bạn đang đặt một câu hỏi rất cụ thể. Nếu bạn không rõ ràng, hướng dẫn của bạn cũng sẽ không rõ ràng. Bạn có thể viết câu hỏi của mình ra giấy hoặc nói to, nhưng hãy thẳng thắn. Ví dụ như là: Vũ trụ thân mến, tôi yêu cầu bạn hướng dẫn cho tôi về điều gì đó, vì điều gì đó. Khi câu hỏi của bạn đã được đặt ra, hãy sử dụng các giác quan để hình dung điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy tin tưởng vào vũ trụ để cung cấp và vũ trụ sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Chú ý đến các dấu hiệu xuất hiện sau khi bạn đặt câu hỏi. Hãy mở rộng đôi mắt, đôi tai và trái tim của bạn và đón nhận thông điệp tuyệt vời mà vũ trụ mang lại cho bạn. Bạn có thể tiếp tục nhìn thấy các mẫu, chẳng hạn như các con số giống nhau hoặc một từ lặp đi lặp lại hay không. Đây là những liên lạc trực tiếp từ vũ trụ. Hãy để vũ trụ vào. Cuối cùng, bạn không thể kiểm soát mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng với các sự kiện trong cuộc sống. Khoảnh khắc bạn buông xuôi bản thân với vũ trụ và để mọi thứ diễn ra như hiện tại là lúc bạn đồng thời mở lòng đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến và đồng sáng tạo với vũ trụ. Vì vậy, hãy mở lòng mình với tiềm năng vô hạn của bạn với vũ trụ. Cho phép vũ trụ trở thành giáo viên của bạn và bạn là học sinh. Vũ trụ luôn hướng dẫn con đường đích thực của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.